tốt thì tao đi, thì còn nếu mày kiếm gì quay ăn chơi mà. Rồi kiếm gì ăn giờ? Giờ kiếm gì đi ra tiền đâu? Ơi. Làm ngày được 100 mấy. Chán cảnh này quá. Lên trời trời cao có tha. Ôi trời ơi. Giúp nó. Mày. Mày bay đâu lại đây? Dịch này nó không dịch đâu. Trời cho mày đó Hai Khanh ơi. Đó trời cho. Cầm vỏ đi, cầm vỏ đi. Giờ nhậu luôn chứ tính gì nữa. Xiết đi. Trời nào trời thấu rồi đó. Trời thấu rồi đó. Dạ. Có đồ ăn rồi anh em ơi. Đây mà sao nó ghê được trời. Có cái nổi rồi đó. Tùy quá. Lỡ rồi bỏ ra mẹ con chim bự luôn. Có lỡ nó trời. Cái một tính nó bay thôi. Vòng vòng kiếm không có không chứ biết sao rồi cho dưa xuống vô mình cho bự đi. Ở một tính bán thôi. Cũng không bán mình nó tiêu hả? Chết đã xong rồi giờ chứ không đồng chí nha anh em. Quay về. Quay được chế biến xong rồi nha anh em. Giờ lại coi mình đang quăng nó vô lò nè. Lâu có đem dịch ra đãi 77 điện điện ngủ 77 lâu ra đâu quá. Anh Hội nhà làm thơm ngon mời bán nha tôi. Thử ba. Chào. Ăn nha. Tốt luôn. Má bạn. Dìm lắm nhỏ. Lâu lắm rồi thầy cũng thèm lắm. Thôi tiếp nó chấm. Thì bắt đầu gói ra đem. Gói thì gồm có rau này là rau salad. Đây là rau thơm, rau Huế. Đây là miếng bánh hỏi. Bánh da lợn hay gì đó. Còn đây là mâm. Ok. Này mình sẽ bỏ một miếng rau thơm vô trong vậy. Rồi quấn lại. Cuốn lại. Rồi mình bỏ vô miệng nè. Đây mình em nha. Rồi để chút cái đồ chấm này ăn cho ngon. Đây là bằng cá đang mới bắt cá xong. Cui. Cá ngạt. Ồ. Đây coi, giải lên thấy coi. Đây nè. Ồ, đen xì luôn. Đây. Đen cái gì? Tối cái gì? Ồ, chín này đã. Chín chưa? Đã chui. Gà máu còn chín luôn. 8 tiếng đồng hồ còn gì nữa không chín. Ngủ giấc 80 giấc luôn, người ta giấc gì nữa. Từ 7 giờ sáng vậy. Em nướng cái này là anh em khỏi cần canh nha anh em. Chứ bỏ gì treo toàn ten vậy đó. 7 giờ sáng. Bây giờ quét vô cái lô cà. Thịt nướng lu. Rồi nào. Lao sao? Có gì vậy cháu? Lao sao? Đâu? Dưới đây đi. Đi xuống dưới đi. Chặt lắm. Nhỏ xíu vậy. Đây sao ngồi? Đây là em coi dịch này. Đi xuống đi. Đi xuống đi. Đi nhanh vậy nhanh. Quá đẹp. Đó. Cái nướng đi qua em cho tên em tôi ước. Cái giờ mình sẽ cắt dịch review nha anh em. Đây tương tí lắm phê với các bạn à. Giờ tới giờ tới giờ tới cử rồi không làm ăn đốt nha. Nào cắt. quay lại cho anh em xem. Cắt ra dài quá ăn gì ạ. Ok giờ má dịch tí nước luôn đi vậy nha. Thôi, mình đi. Thấy dâm mượn.
Ừ, tròn dịch chính chưa? Có cái đổi ao cái báo luôn á. Rồi. Ăn gì? Ăn dịch nè, kêu điện nãy giờ lại hả? Để vô. Ăn gì? Ôi sáng mắt tiêu con dịch kiếm vòng 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 vòng. Con nhộng cái gì? Dịch về mà mát cha. Dịch mái trong chuồng không biết sao nó ra được nữa. Mẹ cho ông cái đùi luôn đi. Cái đùi ăn cho ông đi. Con thuốc rồi lại. Nhộng cái gì khác đi. Dịch chiều mới chiều mới mua. À dịch chắc ngon lắm. Cái đùi cho ông cái đùi luôn á. Biết lắm mấy trời. Đó, đừng ăn cắt chưa ăn không? Thành ra. Bỏ bạn không? Ngon. Rồi này mày. Ngọt sướng cái trời của ai cũng ngọt sướng à. Thịt nó béo ghê luôn. Còn cái hồi sáng mua bán hả? Ừ, cuốn ở chạy ngang ngoài đó này. Hồi sáng này bán thịt ngon dữ ta. Miếng gọi cuốn bánh hỏi đây. Mời các bạn nha. Hồi bữa mấy bạn mua thằng giác sáng nó bán mọi người. Thịt ký 55 ngàn ngon hết sức. Thấy không? Đến bảy. Ừ đủ kỹ năng được đâu à. Đẹp thịt rồi thịt, dịch thịt ghê luôn anh em. Vậy là chắc người ta nuôi kỹ lắm á. Ờ người ta nuôi ta cho ăn thức ăn đồ béo. Ờ chắc ta nuôi kỹ lắm á. Thịt nhiều ha. Béo. Chắc cho ăn nhiều là hơi mỏi à. Mỏi mà. Này 5kg các bạn. Đi đâu về vậy? Sáng giờ đi vòng vòng kiếm dịch đẻ. Dịch đâu đẻ? Trong đầu chuồng kìa. Nguyên mà thịt con còn nguyên à. Chế kìa ấp nhóc về trời ơi chứ. Gì? Từ từ. Còn nhóc nè từ từ. Mọi người nha. Đi kiếm rồi xong mà nó vô ngay nó quay clip. Ăn đi nói vậy. Ké luôn mọi người. Bữa nay bảy ăn được mình vui lắm mọi người. Ngon không? Ừ. Mới cái ly ra mà cho. Chúc ăn đi. Ghê, đồ có. Ngon bảy. Hôm nay cũng dính người ta dính. Sao coi coi quay cái mặt thấy ra này nè. Mình sao mà mình bị cách ly theo. À. Mọi người nha. Trời ơi. Đi trong lòng. Béo không rồi. Béo béo béo. Ngon thật. Nói gì? Dịch nước lưu. Nước lưu. Nước lưu 4 tới giờ mới nghe dịch nước lưu trời. Nước 3 tiếng hồ đó. Mấy tiếng? 3 tiếng. 3 tiếng hồ mới chín. Ủa dịch ơi, cô bé dịch này xong bà cho thức ăn dữ lắm hả? Dịch tao nhiều sáng giờ mắt cũng mấy tiếng hồ mày ơi. Dịch này cho ăn thức ăn dữ lắm nè. Không bây vừa đâu. Cho sắp kỹ lắm. Mà ngon đẹp dịch này ngon. Hả? Tiếng ngày ăn ăn nữa. Dịch đông mới lớn này bảy. Rồi ông cỡ này vô bảy. Nuôi dịch đông cái này chưa? Tao mới đẻ. Ra cái mấy? Dài à. Mà lắm cái mấy đâu. Dịch tao chiều chiều đây tao kiếm gặp cho tao. Chứ tao xử thịt nó luôn. Chứ nó gần gần mắt bị mấy người ta ăn thịt của. Khỏi xử. Đang xử luôn mà. Gì mày? Dạ. Không tính thử mà không cướp mẹ. Thử chứ à. Biết mà tao biết không chứ xử đó. Ừ. Thôi nè. Dịch tao hả? Không biết hả? Không biết không? Lạ. Để đi làm về mà đi tân tân. Lạc nè. Ông hả? Dịch lạc. Dịch lạc rồi cho thêm gia vị vô là thành. Là trời. Ngon à, ngon. Cho cái đùi nè hả? Thanh này kỳ quá. Ê, tay cầm cái ấy, trời. Thanh này kỳ ngon. Anh Bảy đang ăn ngon mà Thanh chơi cái này chết luôn. À, ừ, chơi đó hỏi về đông đông nè. Dạ, mà dịch rồi. Ăn đem nội, dịch đông lại chơi ông gì không? Nhà có à. Tao luôn cái gì, què gì. Nè cái đùi nè, nè. Đùi mỡ không phải không? Địch nhầm nhầm địch này kêu bán ngon nha. Ừ kêu bán ngon làm mày bao con á. Thăm ngàn thăm ngàn thử chơi ông thăm ngàn thăm ngàn đây còn mấy con hả vui lừa bây giờ đi ra mày vui bữa chăn ta na trả lại thay đưa lại đúng rồi bây giờ đúng hả thăm bán bộ mã liền thăm rồi què nó biết rồi làm sáng giờ kiếm trời là trời thì bơ giờ dịch của người ta trời ngon ngon lắm rồi cái này ngon lắm rồi dịch mày gì vậy cha mãi khen ngon đâu vậy dạ ngon dịch ngon gì mà che cho ông Bảy ăn được à kệ kệ mà dạ mình lời mấy cho miếng kia về cho vợ cho ăn không vợ cho ăn nè ông ăn còn cái đùi này ông chưa ăn nhà lên gõ mà ăn lại không ngon cực ăn nó dịch cá tiết mà ăn tới nút tới siêu tới tỷ rồi thế thì rồi còn chả cái gì em ơi trời ơi trong lòng chả tưởng đâu mấy người tốt bụng quá nhắn mình tốt rồi đó ngoài kia không ai gì anh em
ai đâu mà cho nướng sẵn rồi đợi kêu ra ăn vậy, đúng không? Phải hùng vịt chứ. Đúng. Mình làm từ sáng tới giờ mới có thịt vịt ăn không? Cú cá chết mạ luôn em. Đây. Quá cỡ rồi anh em. Nó ngon. Ok, nướng vậy ngon ha. Mình nướng luôn nè anh em, mình chỉ cần mặn nó ra cái mình chắc bự ra cái mình để lửa kêu kêu vậy để cao lên. Để cho chín từ từ á, nó sẽ chín tới trong luôn nè. Không có bị sống. Còn nướng kia mình mắc chở con này nướng. Mình nướng có xíu anh em ơi, có chừng 5 6 tiếng hồ là có thịt ăn rồi. Sao chút xíu. Anh em mà học món này thì theo mình comment đi rồi mình gửi Zalo các bạn cái mình chỉ công thức luôn. Sáng à. Sáng anh em ăn cơm sáng đi. Bắt đầu mặn cái bắt đầu cái bỏ vô nấu đi rồi coi ăn đi không nội, ăn chiều là ngay luôn. Có gì đâu không đâu à, quả quả mà còn thèm ngon hay đừng ăn thèm cái gì đây và bây giờ mình đang kết thúc nha anh em, ăn nhiêu được rồi chả chả bị bớt thì bị chửi à. Còn nữa con cho ông rồi. Cho bé nữa con về cho vợ ăn hay cho chồng ăn ngay luôn này. Kể bye anh em nha, hẹn gặp anh em video cái đêm nha. Bye. Này sắp cũng tới không? Sắp tới cũng không gặp luôn rồi đâu anh em, chuẩn bị lên Bình Dương làm này. Đồng Nai Bình Dương. Đồng Nai anh em. Đồng Nai bán dây chai. Tết đi về mới có quay được nữa. Ồ bye anh em nha. Bye.